Hello, xin chào và buổi sáng tới toàn thể tất cả mọi người. Đó, trước mắt chúng ta đây là một chú gà rừng. Chả gió là ép mấy rồi, mã vàng tơ nhá. Đây là gà của anh bạn mình nhá. Nên là anh nào đó có nhu cầu muốn mua gà ép tơ mini đẹp mã vàng thì alo cho số ở trên màn hình này nhá. Đó, đây là đang chưa gái thậu nhá. Con này chưa gái thậu, lông đuôi thì chưa ra. Đó, đã ra rồi nhưng mà chưa ra hết. Đó, rất thuần, rất đẹp, chân đẹp, mini, gọn nhất rồi mọi người con này. Đó, giá sinh viên thôi nha mọi người nha. Anh nào quan tâm thì alo số trên màn hình này đi. Giọng có ở cuối video này nha mọi người.